Ăn uống điều độ và đủ chất là phương pháp giữ gìn sức khỏe tốt nhất. Chức năng của thức ăn là cung cấp cho cơ thể bạn những chất cần thiết cho chuyển hóa năng lượng như đạm, đường, dầu mỡ, tinh bột, muối khoáng, các chất xơ, sinh tố dưới dạng cần thiết. Nhiều người thích dùng quá nhiều chất béo, muối, đường, rượu và thực phẩm đã chế biến. Chế độ ăn như vậy gây ra rất nhiều bệnh như tiểu đường, tim mạch, sâu răng, bệnh gan và một số bệnh ung thư. Chức năng của mỡ: mỡ tạo năng lượng và cấu hình các tế bào trong cơ thể. Mỡ trong cơ thể tồn tại dưới dạng hai dạng chính: mỡ hòa tan, hay còn gọi là chất béo bão hòa, và mỡ không hòa tan, hay còn gọi là chất béo không bão hòa. Mỡ hòa tan gồm hầu hết các loại mỡ động vật, có nhiều trong sữa, bơ, thịt heo, thịt bò, thịt chuột và trứng. Một vài loại dầu thực vật cũng ở dạng mỡ hòa tan, nên ăn ít mỡ dạng này. Bởi vì nồng độ mỡ hòa tan trong máu cao sẽ làm tăng cholesterol trong máu và làm tăng nguy cơ bị xơ vữa động mạch, bị bệnh tim mạch. Mỡ không hòa tan gồm hầu hết các loại dầu thực vật như đậu tương, hoa hướng dương và trong cá, thịt gà, thịt chim. Nếu ăn thì nên chọn loại mỡ không hòa tan này. Đạm cần thiết cho tăng trưởng và phát triển cơ thể mỗi ngày. Đạm giúp sửa chữa và thay mới tế bào trong cơ thể. Nguồn cung cấp đạm chính cho cơ thể lấy từ thịt, cá, trứng và rau củ. Thức ăn nên chọn lựa là cá, gà, ngũ cốc và rau để dùng tốt hơn cho cơ thể. Tinh bột và đường là những chất chính cung cấp năng lượng cho cơ thể và chất rất cần thiết cho chuyển hóa tế bào. Tinh bột chủ yếu được cung cấp từ gạo, bột mì, ngũ cốc, thực phẩm chế biến bánh mì. Đường có nhiều trong trái cây, rau củ và trong các loại đồ ăn như mứt, bánh ngọt, nước giải khát. Ăn quá nhiều tinh bột và đường gây ra chứng mập phì, sâu răng. Mập quá sẽ dễ bị tim mạch, tiểu đường, thấp khớp. Giữ gìn sức khỏe của bạn bằng cách đơn giản nhất là tránh ăn quá nhiều đường và tinh bột. Nên lựa chọn các loại thức ăn ít năng lượng, nhiều chất xơ, dễ tiêu. Ăn nhiều trái cây như cà chua, các loại ngũ cốc như bắp, lúa, mì. Các thức ăn giàu chất xơ: chất xơ không tiêu hóa được, không bổ dưỡng cho cơ thể, nhưng rất cần cho chức năng tiêu hóa. Ăn thức ăn có nhiều chất xơ không bị táo bón và các bệnh đường ruột, phòng được ung thư đại tràng. Ăn nhiều chất xơ không bao giờ sợ dư năng lượng và sự quá tải thức ăn trong cơ thể. Thức ăn có nhiều chất xơ là các loại ngũ cốc, trái cây, rau quả. Ăn nhiều trái cây và rau quả vừa được nhiều chất xơ, vừa được nhiều sinh tố. Sinh tố trợ giúp sự hoạt động của các tế bào cơ thể và đảm bảo chức năng của các cơ quan trong cơ thể được tốt. Chế độ ăn dinh dưỡng cân đối sẽ cung cấp đầy đủ sinh tố cần thiết. Trái cây, rau củ là nguồn cung cấp đầy đủ sinh tố. Các chất khoáng: có nhiều loại chất khoáng khác nhau như canxi, natri, kali, sắt, kẽm, iốt là cần thiết giữ chức năng cho cơ xương và cơ quan trong cơ thể. Chế độ ăn uống cân đối cũng đủ cung cấp các chất khoáng cho cơ thể. Nước cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể, không thể sống mà thiếu nước được. Nước có nhiều trong trái cây và các thức ăn uống, nhưng mỗi ngày nên uống vài ly nước.
vệ sinh thực phẩm và không khí. Nhất là thực phẩm là nguồn chủ yếu có thể gây bệnh cho bạn. Trong thực phẩm, ngoài những thành phần dinh dưỡng, còn có thể có những thành phần gây hại cho cơ thể và sức khỏe. Các vi khuẩn, ký sinh trùng dễ có trong các thực phẩm không được nấu chín, các thực phẩm để lâu, các thực phẩm không được bảo quản kỹ, các vật dụng đựng thực phẩm nếu không sạch cũng làm cho thực phẩm bị nhiễm bẩn. Cẩn thận trong lựa chọn các thực phẩm chế biến và thực phẩm đóng hộp, vì những thứ này có thể đã quá hạn dùng, có thể được bảo quản không đúng cách. Dù còn trong hạn dùng ghi trên bao bì, có thể cho những thực phẩm màu và những chất bảo quản có hại. Ăn uống đầy đủ và hợp vệ sinh, giữ an toàn trong bảo quản thực phẩm cũng là phương pháp tốt để bảo vệ sức khỏe. Thói quen ăn uống và giờ giấc ăn thích hợp ảnh hưởng quan trọng tới hấp thu và tiêu hóa. Cần chú trọng bữa ăn sáng như là một bữa chính trong ngày, bởi vì sau một giấc ngủ ngon, các cơ quan tạm thời được nghỉ ngơi, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, cho nên thức ăn được hấp thu tốt nhất. Trong thời gian này, ăn sáng đầy đủ giúp bạn có năng lượng làm việc suốt ngày. Bữa ăn trưa nên ăn nhẹ. Bữa ăn tối được coi là bữa ăn chính của người Việt Nam, nhưng tránh ăn khuya vì bạn đã bắt dạ dày làm việc quá sức và lại thức ăn cũng không được hấp thu tốt. Chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm là công tác được toàn xã hội quan tâm. Tại các nước phát triển có những đạo luật riêng về an toàn trong bảo quản thực phẩm. Nước ta cũng bắt đầu có những quy định chung trong việc mua bán đồ ăn tươi, thực phẩm chế biến. Tốt hơn cả là bạn nên hạn chế tối đa dùng thực phẩm đóng hộp, nên ăn các loại rau trái cây tươi, nên dùng thức ăn đã được nấu chín, hợp vệ sinh, không để lâu quá một ngày. Ngay cả thức ăn thừa để trong tủ lạnh cũng nên cẩn thận, vì rất dễ bị ngộ độc thức ăn, nên rửa tay sạch sẽ khi làm thức ăn và trước khi ăn. Các vật dụng đựng thực phẩm phải được giữ sạch. Mời quý vị like, chia sẻ, đăng ký và bấm chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo. Sẽ không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn các bạn nhé.